we're going to Tampa with us on flight 1753. We will have somewhat of a full flight this evening. We will run out of overhead space, boarding towards zone 5. On the 7:50 of the doorway marked F84. Our flight 2 Phoenix is a meal service in the coach compartment is a buy on Bolton. They may be out of this meal service to offer you on board the aircraft, except for alcoholic beverages. Our flight to Phoenix is going to be quite full of bags. If anyone would like không Phúc thì vui tươi rồi, Phúc có bò là vui tươi rồi. Ủa? Ủa mày mới mua chiếc này hả? Lâu rồi. Lâu mày, đừng có nổ với tao mày. Năm ngoái. Dạ, thật là lâu. Năm kia. Lâu mày, nổ với tao. Không có đòn cái gì đâu mà chậm đó rồi. Lái xe, dược sĩ lái xe nè. Acura, ghế da, đó. Hôm nay dược sĩ dẫn dược sĩ sẽ đại việc với Phúc. Tôm hùm mà buffet ăn thoải mái. Đó. Ăn luôn để dành lại cho Tuấn Anh hả? Chết, mưa nói. Tới vậy rồi mình ngủ nghỉ ngơi á, mai mình đi chơi nó khỏe. Tưởng nó không gặp lại anh Việt chứ, tưởng nó chắc còn lâu. Từ hồi có tham tới giờ. Hình á, mà không có cái nhà. Cái gì mà đẹp đẹp đó phải không Việt? Gì trà đó. Đâu ở Cali hả? Bên kia, chế. Mà có con là bác sĩ. Đi đó ma vừa hồi nữa. Bà hồi chết luôn hả? Bà hồi chết rồi, cái hỏi luôn. Mà tự nhiên con lại chết luôn. Không? Hả? Bà hỏi. Đấy là cái kia luôn. Đâu hết. Mấy chậm được nha. Sao? Nó được nói nha. Nhưng nó không cho đi đâu, không cho đi. Không cho đi. Không cho đi nó mau hồi luôn. Không nói gì hết. Chậm chết. Đồ dỗ mà. Ôi, bà qua luôn mấy anh chị ơi. Đồ dỗ. Anh về. Sao lát luôn. Chứ cái đi dặn rồi Phước cái ăn tôm phải đừng cho ăn nhiều đấy. Dặn là không được ăn nhiều. Đây này không có gì. Trời thôi anh mấy chỗ hết rồi chị Hồng. Trên lầu đó. Mình đi ăn chưa? Anh Phúc ở chị Ban nào? Tính ra là bằng tuổi thì mà hồi đó hai Nguyên. Nhớ ai không Nguyên? Dạ. Nhớ ai không? Mày nó ăn lobster chứ nó ăn cái này đâu. Chị tự xử đi. Rồi anh lấy thêm bộ. Tự nhiên. Lâu lắm rồi, một đứa bé, có nhiều trẻ, có tiền có nghe rồi. Thôi xong luôn. Chị thấy là làng. Còn thịt nó trong cái nồi nhiều đúng không? Ăn trưa luôn cái gì. Giờ này nó mới có ra. Đó,
chứ còn cái chuyện mà người thuê người là chuyện thường rồi. Không. Hôm nay mấy bữa là để bàn bên bàn để không ta. Muốn chơi đèn đi quay qua quay còn có cái nào cũng không hết. Dạ. Cái này nó bán nhiều. Tám đồng gì đó. Đó, bắt việc bắt đầu quá. Chưa, còn cái vàng kia nữa. Chị ghi như lỗi này, hay là movie. Mấy đứa nhỏ nằm ngủ ra còn, thuộc lực phục sát đất rồi đó. Muốn vàng nào, dựng nhảy ra rồi muốn cao. Wow, hay quá. Có nghiên cứu không?